Mở đầu cho bộ phim là khung cảnh một người đàn ông bước ra mở cửa, nhưng ngay giây sau liền bị vị khách không mời ấy tra tấn dữ dội bằng súng bắn đinh. Vị khách ấy là một người đàn ông đang cố gắng tìm lại công lý để trả thù cho người vợ hụt của mình, bởi chính vị chủ nhà này đã gián tiếp gây ra cái chết cho cô ấy vào một tháng trước khi xảy ra sự việc. Cảnh sát đang vất vả tìm nguyên nhân cụ thể cho cái chết của một người đàn ông do sốc hàng nóng. Ở thành phố này, những vụ việc như này khá nhiều nên cảnh sát đã rất quen, nhưng họ cũng rất đau đầu. Tại nhà riêng của Senbai, anh muốn cùng người yêu mình kết hôn nên đã đeo lên tay cô một chiếc nhẫn để đặt cọc trước, chứ không thời buổi này sơ hở làm mất vợ như chơi ngay. Robbie cảm động trước tình cảm của người yêu mình nên ôm chầm lấy anh và cũng hứa rằng đời này chỉ lấy anh làm chồng mà thôi. Cả hai cũng đã yêu nhau khá lâu rồi, nhưng có lẽ do còn sử dụng hàng nóng nhiều nên kinh tế gia đình còn khó khăn, chưa đủ điều kiện để cưới. Thế nhưng nhờ có thứ đó nên tình cảm của hai người mới đi được tới lúc này. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau rằng sẽ tự cai thuốc cùng nhau. Để có một cái túp lều tranh cùng hai trái tim vàng và đàn con thơ, cả hai càng phải quyết tâm cai hơn. Ruby đã đổ hết tất cả số hàng mình có vào trong bồn cầu để thể hiện sự quyết tâm tột cùng của mình. Senbai nhìn đống hàng ngon như vậy bị đổ xuống bồn cầu thì khá là tiếc, nhưng đành nuốt nước miếng vào trong. Senbai tới nơi làm việc nhưng vừa làm một lúc liền mệt mỏi và nôn mửa. Ở nhà, Ruby cũng phải chịu cảnh tương tự như vậy. Cả hai bị cơn thèm thuồng hành cho tới mệt mỏi bứt rứt tay chân. Những chuỗi ngày đáng sợ của hai người cứ thế diễn ra, họ chẳng thể làm được gì khác ngoài việc khóc than cho số phận của mình. Sau mỗi một ngày, cơn thèm đó lại giày vò họ nhiều hơn. Ruby đã cố gắng nhưng chẳng thể kiềm chế được nữa nên cuồng lên mà muốn đi ra ngoài để mua hàng, chứ cứ như thế này thì ngọng quá. Senbai thấy vậy đành nhốt cô trong phòng, mặc cho Ruby dùng tình yêu của hai người ra để đe dọa, nhưng anh chẳng thể thay đổi quyết định được của anh. Ruby gào thét om sòm trong phòng nhưng Senbai vẫn nhất quyết không mở cửa cho. Một lúc sau, thấy trong phòng dần trở nên yên lặng, Senbai mới dám hé cửa bước vào trong. Nhìn người yêu mình đau đớn mà nằm lăn lóc trên sàn, trái tim Senbai còn đau gấp bội cô, nhưng đó là cách duy nhất và tốt nhất cho cả hai người. Anh bế Ruby lên giường rồi ôm lấy cô ấy và an ủi rằng cả hai sẽ làm được điều khó khăn này. 3 tuần sau, Senbai tới một cửa hàng để mua nhẫn cưới. Có lẽ lúc này họ đã dần quên bớt đi cơn thèm thuồng của mình. Senbai ngắm nhìn chiếc nhẫn có đính một viên kim cương trên đó thì liền nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng vì hiện tại chưa có đủ tiền nên chỉ có thể bảo chủ quán để chiếc nhẫn này lại. Khi nào có tiền mình sẽ quay lại mua nó. Vừa bước ra cửa, Senbai liền gặp Envis. Hắn chính là kẻ đã bán hàng nóng cho anh và bạn gái. Anh nói mình và Ruby đã sạch sẽ khỏi thứ hàng bẩn đó rồi, nhưng hắn không nghe mà muốn tới gặp Ruby để hỏi chuyện cho đủ chân thật. Senbai đành lấy 85 đô còn sót lại trong người đưa cho hắn, mong hắn hãy tránh xa mình và bạn gái. Envis thấy mình nhận được tiền mà không mất hàng nên cũng tạm thời tha cho anh. Senbai trở về nhà và thấy bạn gái yêu đang ngồi xem điện thoại mà chả chịu nấu nướng gì ăn. Thứ cô làm để thể hiện tình yêu này chỉ có thể là câu mình đã lo lắng cho anh rất nhiều. Senbai nói nay mình gặp Envis, nhưng còn chưa kịp nói tiếp thì liền bị Ruby nghĩ rằng anh đã nhận thứ hàng đó. Cô thất vọng về anh rồi lùi ra xa anh. Hành động của cô khiến anh càng luống cuống hơn. Anh muốn rời đi một lúc nhưng Ruby lại không muốn mất anh nên đã kéo anh ở lại. Anh giúp trong lòng cô khóc nức nở, nhưng anh luôn khẳng định với cô rằng mình không hề lấy gì cả. Anh còn không dám nói mình đã mất oan 85 đô vì hắn. Sáng hôm sau, cảnh sát trưởng đang đi trên đường thì gặp Envis đang sửa xe bên lề đường. Hắn còn đang trách do mấy cái ổ gà chết tiệt khiến cho xe hắn phải như vậy. Cảnh sát trưởng thấy hắn thì tay giữ chặt khẩu súng và nói vài câu rồi rời đi. Tại nhà của Senbai, Ruby đi xin việc về thì chạy vào trêu chọc anh. Cô nói mình đã được một cửa hàng từ thiện thuê một thời gian. Cô còn khoe anh món quà mà cô mang về cho anh, đó là một chiếc áo. Anh tuy không thích màu này nhưng vẫn tỏ ra mình thích để cho cô vui. Tuy nhiên, mọi thứ liền bị Ruby nhìn thấu. Anh trêu chọc cô để cô vui trở lại. Cả hai lại có một buổi tối vui vẻ bên nhau theo đúng nghĩa đen. Sáng hôm sau, cả hai đi đường và gặp cảnh sát trưởng. 3 người nói chuyện với nhau vui vẻ trong lúc chờ đèn đỏ. Senbai và Ruby tạm biệt ông ấy để đi tới chúc mừng sinh nhật con của Peter. Peter chính là người anh rể của Ruby. 3 người đứng nói chuyện với nhau một lúc rồi Ruby rời đi để gặp chị gái mình. Cô ôm chầm lấy chị bởi đã rất lâu rồi, hai người mới có cơ hội gặp lại nhau. Nhìn thấy chiếc váy cưới của chị treo trong tủ, Ruby tò mò tiến lại xem nhưng liền bị chị nhìn thấu ý đồ. Cô khoe chiếc nhẫn cọc trước của Senbai và nói rằng anh ấy đang cố gắng làm và tiết kiệm cho cả hai. Chị gái nghe vậy khá vui mừng vì cuối cùng em gái mình cũng chịu làm một người bình thường. Chị khen Ruby nên tự hào với bản thân của mình hiện tại. Ruby bật khóc và ôm chầm lấy chị một lần nữa. Tại bữa ăn, Ruby và Senbai lại tiếp tục phát cơm chó cho mọi người cùng mâm ăn ké. Chị gái Ruby ngỏ lời muốn Ruby chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Ấp úng mãi rồi Ruby cùng Senbai cũng chịu khai rằng hai người sẽ kết hôn với nhau. Peter khá vui mừng nhưng một người phụ nữ lớn tuổi trong mâm không hề vui. Bà ta kiếm cớ tách Senbai qua mặt mình nhưng thực chất chỉ hỏi để thăm dò anh mà thôi. Nghe được những lời hứa chắc nịch từ Senbai thì cũng yên tâm giao Ruby cho anh. Lúc về, Ruby còn được chị tặng lại cho chiếc váy cưới cũng là để chúc mừng cho hạnh phúc của hai người. Cả hai nhận món quà rồi vui vẻ rời đi.
hai người cùng nhau đi chơi thật thoải mái, bởi trước giờ họ chỉ chơi hàng nóng chứ không từng chơi mấy trò lành mạnh này. Một buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc mà họ dành cho nhau, nhưng có lẽ tiệc nào vui rồi cũng sẽ tàn. Hôm sau, khi Senpai đi làm về thì gặp Envis tại nhà của mình. Hắn vẫn cố gắng mời chào anh dùng hàng để chạy KPI cho hắn, nhưng anh vẫn kiên quyết từ chối. Thấy được thái độ này của anh nên hắn tự nhủ rằng sẽ không dụ dỗ anh nữa mà chuyển sang Ruby. Quả nhiên, khi rời khỏi đó được một đoạn thì liền gặp Ruby đi làm về. Hắn mời chào cô và còn thao túng tâm lý cô rằng cô chưa thể bỏ hẳn nó và hắn sẽ sẵn sàng đưa thứ đó bất kể khi nào cô cần. Ruby mềm yếu nên đã nhận lấy thứ hàng đó từ tay của Envis. Senpai không biết chuyện gì nên vẫn nghĩ người yêu mình háo hức chuẩn bị cho buổi lễ rửa tội vào ngày mai. Anh vẫn cố gắng tranh thủ sửa sang lại căn nhà để chuẩn bị cho tương lai của hai người. Khi xong việc, anh ôm cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Senpai dậy và không thấy Ruby đâu. Cứ ngỡ cô ấy dậy trước và khi bước ra thì thấy cô ngồi ở ghế với khuôn mặt trắng bệch. Anh cố gắng gọi cô dậy nhưng cô đã ngồi bất động trên ghế, gọi mãi mà không thưa nữa rồi. Anh ôm lấy thi thể lạnh ngắt của cô mà chẳng thể làm gì ngoài việc khóc nấc lên từng cơn. Nhìn đống hỗn độn trên bàn, anh cũng hiểu ra lý do tại sao người yêu mình thành ra nông nỗi này. Anh thất thần ôm cô vào phòng rồi mặc lên người cô chiếc váy cưới mà lúc sống cô vẫn luôn thầm ao ước. Anh nằm cùng cô lần cuối rồi ôm cô buổi tối hôm rửa tội. Chuyến xe lần này im lặng đến đáng sợ. Anh ở cạnh cô nhưng lại mơ hồ như thể một cái xác không hồn. Cả gia đình đang làm lễ rửa tội, nhưng khi nhìn thấy thi thể cô nằm bất động trên vòng tay anh tới đây thì mọi người khóc không nên hơi. Anh bế cô ra giữa sông rồi đưa thi thể cô tới tay của cha. Điều mong muốn của cô lúc sống là được rửa tội tại dòng sông này nên anh mong cha sẽ giúp đỡ cô. Cha nói đừng chịu đựng một mình và hãy để ta rửa tội cho cả hai con. Nhưng anh lắc đầu không muốn và đáp mình còn một số tội phải phạm nữa. Anh để cô lại đó rồi lặng lẽ bước vào xe rồi lao đi. Cả nhà cố gắng kìm nước mắt để cầu nguyện cho Ruby. Cảnh sát tới và xác nhận Ruby đã không còn nữa. Cảnh sát trưởng nói mình từng nhìn thấy Ruby cùng Senpai vui vẻ cùng nhau vào tuần trước. Nụ cười hạnh phúc từng nở trên môi hai người. Cảnh sát trưởng hiểu rõ được tâm lý hiện tại của Senpai và nhắc nhở cảnh sát cấp dưới rằng nếu thấy anh ấy hãy liên hệ ngay cho mình và nói anh ấy rằng mình chỉ muốn nói chuyện mà thôi. Senpai cầm chút đồ nghề rồi liền lao xe như điên tìm tên Envis. Tới trước cửa nhà của Envis, anh cố gắng bình tĩnh gọi cửa, nhưng con trai của hắn lại hỗn xược với anh khiến anh càng thêm nóng máu. Một lúc sau, Envis mới chịu ra mở cửa, Senpai đạp cửa khiến cho Envis ngã nhào ra sàn, anh còn bắn một chiếc đinh vào mắt phải của hắn. Senpai bảo vợ hắn dẫn con cái ra ngoài trước khi mình cho cả nhà chu di tam tộc. Envis run lẩy bẩy trên sàn, Senpai nói rằng tao đã cấm mày bán cho tụi tao rồi, nhưng mày lại cố chấp bán cho Ruby và giờ cô ấy đã chết vì sốc hàng. Anh hỏi hắn đã đưa gì cho Ruby thì hắn nói mình đưa đồ như mọi lần mà thôi. Anh cố gắng bình tĩnh hỏi hắn nhưng hắn vẫn không chịu nói thêm gì, khiến anh tức điên lên mà ghim tay hắn vào tường bằng súng bắn đinh mà mình đã chuẩn bị. Senpai hỏi hắn kẻ cung cấp hàng cho hắn nhưng hắn bướng đầu không chịu khai nên anh ghim nốt tay còn lại lên tường để xả tức. Hắn cố gắng nói mình không biết nó đến từ đâu nhưng trẻ con lên ba cũng không tin được lời của hắn chứ nói gì đến Senpai. Đến khi anh rút súng bắn đinh lên thẳng đầu thì hắn mới chịu khai ra cái tên Darius. Không tra khảo thêm được gì nên anh cho hắn trầu trời mà rửa tội trước với Ruby. Anh ra ngoài lấy khẩu súng của hắn rồi rời đi trước mặt mẹ vợ con hắn. Anh tới khu vườn mà anh cùng Ruby hay ngồi, những quá khứ tươi đẹp của cả hai ùa về trước mắt nhưng anh chẳng thể giữ lại nó được nữa. Anh cũng thử tự sát để đi theo Ruby nhưng có lẽ anh chưa thể làm như vậy được bởi bản thân còn nhiều việc phạm tội phải làm. Anh tới một quán bar và sau một hồi cũng tìm được tên Darius tại đó. Anh đang cố gắng bình tĩnh nói chuyện với Darius nhưng tên nhóc bên cạnh lại cố ý kiếm chuyện. Anh cho hắn ăn 2 viên đạn vào đầu gối và mong hắn biết điều mà giữ trật tự. Darius khai tên cầm đầu cho anh nghe. Darius nói mình bị tên đó đe dọa nên mới phải làm chuyện như ngày hôm nay. Senpai định xử đẹp nốt tên Darius này nhưng nghĩ hắn vẫn còn tác dụng nên thôi. Anh lập tức dọn đồ rồi tới lên tên thằng cầm đầu. Hiện trường vừa rồi lại khiến cho cảnh sát thêm một cú nhức đầu. Cảnh sát trưởng gặp tên nhóc bị Senpai bắn cho 2 vết vào chân. Ông tra khảo mãi hắn mới chịu khai ra những gì Darius nói. Cảnh sát trưởng lại cùng đồng nghiệp rời khỏi đó. Do ông quá mệt mỏi nên khi lái xe, ông đã gặp ảo giác về quá khứ tồi tệ trước đó của mình. Sáng hôm sau, Senpai tới được nơi bọn chúng vận chuyển hàng, nhưng một tên vô duyên vô cớ lại lôi một tên ra tra tấn. Nhìn cảnh tượng đáng sợ ấy, Senpai cố gắng trấn an mình. Anh nghe lỏng được rằng chúng sẽ đi đường sau nên liền lấy xe đuổi theo chở hàng của bọn chúng. Anh bắn hạ tên tài xế, nhưng một tên khác trong xe đã lẻn vào rừng chạy thoát thân rồi. Anh cho chiếc xe hàng này ăn 2 quả bom nổ tung trời. Đống tiền kếch xù của chúng cứ thế mà tan thành mây khói. Anh quay lại chỗ lúc nãy rồi đợi thời cơ bắn hạ gục những tên lính gác. 4-5 tên cứ vậy mà trầu trời, đền tội cho Ruby. Bước sâu vào trong căn phòng là vài tên lính gác nữa cần phải hạ gục. Anh nhanh chóng xử lý chúng rồi cuối cùng là tên trùm ở đó. Hắn có một thứ vũ khí rất xịn sò là một khẩu súng có thể bắn một lúc ra 6 viên đạn. Nhưng vừa bắn khoe súng được một lúc thì hết đạn.
súng của Senbai cũng hết đạn lúc đó. Cả hai chỉ còn cách xông vào chiến đấu 1-1 với nhau để phân ra kẻ thắng kẻ bại. Tên trùm kia lăn xuống cầu thang rồi nhanh chân chạy vào rừng nhưng cũng bị Senbai vác súng chạy dí để đuổi theo. Mớ hỗn độn Senbai gây ra lại được cảnh sát tới dọn dẹp. Vừa tới nơi, cảnh sát trưởng đã thốt lên rằng anh ta đã xong việc ở đây rồi. Senbai trong rừng cũng đã tìm được ra tên trùm đó trong cảnh hắn đang cố gắng tìm sóng điện thoại để gọi cứu trợ. Anh nhìn qua cũng biết là sẽ không có ai có thể tới cứu được cái mạng chó này của hắn nên đành kéo hắn ra hỏi tội. Hắn còn lừa anh gọi một cuộc điện thoại sai khiến anh càng nóng máu hơn. Anh quyết tâm phải xử tội thằng này chứ giờ nó lắm tội quá rồi. Anh hỏi hắn làm việc cho ai nhưng hắn còn vòng vo mà nói ông già Noel. Hắn vẫn quyết tâm không chịu khai nên Senbai đã đá cho hắn một phát vào bụng. Cảnh sát trưởng tới nơi và cố khuyên nhủ anh rằng dù có làm như vậy thì cũng không thể đưa Ruby quay trở lại. Anh biết như vậy nhưng chính chúng đã cướp Ruby khỏi tay anh và anh cũng không thể để chúng sống yên được. Cảnh sát trưởng vẫn cố gắng khuyên nhưng không được. Bỗng nhiên một cảnh sát nữ cấp dưới lại kháng lệnh của ông ta mà chĩa súng đe dọa Senbai. Bất ngờ một tên từ trong rừng lao ra bắn vào bụng của nữ cảnh sát đó. Tên trùm kia nhân cơ hội định lật ngược tình thế nhưng lại bị chính cảnh sát trưởng cho hạ màn. Senbai cùng cảnh sát trưởng đỡ nữ cảnh sát đó ra khỏi khu rừng rồi bắt được một chiếc xe thùng bên đường để chở cô ấy đi cấp cứu. Anh còn cầm theo chiếc điện thoại của tên trùm kia để tìm ra vị trí của tên cầm đầu đường dây này. Senbai lại tiếp tục con đường trả thù cho vợ tương lai của mình, nhưng không ngờ nơi anh tới chính là địa bàn của Peter và tên cầm đầu cũng chính là Peter. Hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau và cũng dần mất đi cảnh giác ban đầu vốn có. Peter tự khai rằng trong một ngày mình đang mất phương hướng thì bỗng dưng có một người đàn ông lạ đưa mình vào con đường này và cũng nhờ nó mà mình có được cuộc sống giàu sang như bây giờ. Hắn còn ung dung ngồi giảng đạo cho Senbai nghe, nhưng khi bài hát của Ruby cất lên đã kéo Senbai về lại hiện thực khắc nghiệt lúc này. Mặc cho Peter nói rằng mình coi Ruby như thể em gái ruột của mình, nhưng với Senbai thì lại khác. Kẻ nào gián tiếp bán hàng nóng ấy đều là người hại Ruby và lại là kẻ thù của anh, và hắn đều phải đền tội cho Ruby. Nhưng riêng Peter là anh rể hụt nên sẽ được một kiểu đền tội bằng chính cách mà Ruby đã rời khỏi trần thế này. Mặc cho Peter khẳng định rằng mình không chơi thứ hàng đó, nhưng Senbai không chịu tha cho anh. Anh nói một câu chắc nịch rằng sẽ không rời khỏi đây khi mình chưa cho hắn thử hàng của hắn bán. Peter bắn một phát súng sượt qua cổ của Senbai, nhưng ngay giây sau, anh đã không khống chế được khẩu súng đó. Peter cố gắng chống cự lại, rồi còn đấm anh liên tục vào bụng khiến lòng ruột muốn nhào lộn trong bụng rồi. Senbai cố gắng với lấy chiếc đĩa gần đó và đập vào đầu của Peter khiến cho hắn ngất luôn. Lúc này, tình thế đã đảo lộn, Senbai liền lấy thứ hàng của hắn bán rồi cố gắng truyền vào cơ thể hắn. Giây phút ấy, mọi niềm vui của anh và Ruby đã hiện ngay ra trước mắt anh. Cuối cùng, anh cũng trả thù được cho Ruby yêu dấu của mình mà yên tâm đi rửa tội rồi. Người cha lại một lần nữa dùng tình thương của mình để gột rửa tội lỗi cho Senbai. Cảnh sát trưởng cũng có mặt tại đó. Ông cũng mong rằng tại nơi con sông rửa tội ấy, một lần nữa sẽ gắn kết hai người lại với nhau. Tuy rằng đã trả thù được cho người vợ tương lai này, nhưng chẳng thể có lại cô ấy được một lần nữa, khiến cho trái tim của Senbai không thể hoàn toàn yên tâm được. Mong rằng cô sẽ an yên và không phải chịu bất kỳ sự khổ đau nào nữa. Cải thiện rồi sẽ chiến thắng, công lý rồi sẽ được đòi lại. Chỉ là trong bộ phim này khá là đau lòng. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.